Mình tên Bùi Hoài Nam, mình tổng giám đốc công ty cổ phần chuyển phát nhanh An Phan Nam. Mình được biết đến AstroCode từ tháng 1 năm 2018. Từ lúc mình biết đến giờ thì điều thay đổi lớn nhất với mình là cái tư duy của mình đã thay đổi rất rất nhiều. Từ cái việc thay đổi tư duy đó thì mình đã xây dựng ra được cái tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi ở công ty. Mình thành lập công ty được 12 năm rồi nhưng mà mình chưa giờ mình xây dựng cái tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi. Nhưng mà từ khi gặp AstroCode thì mình đã bắt đầu xây dựng những cái đó. Và từ đó mình thấy cái con đường đi của mình nó rõ ràng hơn. Mà trước đây mục tiêu mình mở công ty chỉ kiếm tiền thôi. Nhưng bây giờ thì mình thấy con đường đi mình rõ ràng và nó đúng với giá trị con người của mình hơn. Mình sống có mục tiêu và mình biết mình sẽ đi như thế nào và đi đến đâu. Mình đi lần này là lần thứ 5 rồi và mình không cần phải làm bất cứ cái gì. Các bạn của team mình đã làm tất cả mọi thứ. Mình chỉ là người ở đằng sau hỗ trợ các bạn để các bạn làm được tất cả mọi cái kế hoạch mà mình muốn thôi. Rất là tuyệt vời, mình thay đổi rất nhiều, team mình thay đổi nhiều, công ty mình thay đổi rất là nhiều. Cảm ơn AstroCode.